Ngoài ba cái tên đề cập dưới đây, các mẫu xe khác trong phân khúc đưa ra các ưu đãi tặng quà thay cho giảm giá bằng tiền mặt. 1. Honda CRV. Vốn là mẫu xe có giá niêm yết cao hơn hẳn những đối thủ trong phân khúc, Honda CRV nhận được những ưu đãi cực lớn gần như quanh năm. Bước sang tháng 10, nhiều sâu ngum chào hàng Honda CRV đi kèm gói ưu đãi lên tới 160 triệu. Cụ thể, ba phiên bản L, E và G của Honda CRV đều được giảm tiền mặt lần lượt là 80 triệu, 65 triệu và 60 triệu. Riêng hai bản L và E khách hàng sẽ nhận thêm gói phụ kiện có tổng giá trị lên đến 80 triệu. Với động thái giảm sâu trên nhiều người cho rằng, đây là hành động dọn kho để đón Honda CRV phiên bản 2023 sẽ ra mắt vào năm sau. Trước đó, mẫu xe này từng bị phát hiện chạy thử, tới 2 lần tại Thái Lan với hai phiên bản EX và L điều máy 1.5 tăng áp và 2 lít bản Hybrid Sport Touring. Hiện tại, Honda CZ-V được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản E, G, L và LSE với mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 998 triệu, 1 tỷ lẻ 48 triệu, 1 tỷ 118 triệu và 1 tỷ 138 triệu. 2. Mazda CX-5, CX5 đang được giảm 40 triệu tiền mặt đối với tất cả phiên bản. CX5 vẫn là mẫu xe chủ lực của thương hiệu ô tô Nhật Bản. Trong tháng 8, Mazda CX5 bàn giao đến tay khách hàng tới 1.100 xe, đứng thứ 7 trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng, và dẫn đầu phân khúc SUV hạng C. Trước đó, một số nhân viên bán hàng cho biết Mazda CX5 2022 sẽ về Việt Nam cuối năm nay, nhưng không khẳng định đây là thông tin chính thức từ phía Thaco, mà chỉ báo là dự kiến đây là thời điểm thích hợp để ra mắt bản mới, tăng sức cạnh tranh trước đối thủ Hyundai Tucson, Kia Sorter, Honda CRV và Ford Territory. Tại Việt Nam, xe được phân phối với 4 phiên bản Deluxe, Luxury, Premium và Signature Premium, giá bán dao động từ 839 triệu đến 1 tỷ lẻ 59 triệu. 3. Subaru Forester Nằm trong phân khúc SUV cỡ C, nhưng Subaru Forester lại có giá bán cao nhất trong phân khúc để có thể cạnh tranh được với các đối thủ, hầu như tháng nào mẫu xe này cũng nhận được ưu đãi lên tới hàng trăm triệu khiến giá thực tế còn rẻ hơn cả Honda CRV. Hiện tại, Subaru Forester được giảm giá từ 184 đến 249 triệu. Sau giảm giá, Subaru Forester IL có giá thực tế chỉ 879 triệu và bản ESI size là 1 tỷ 104 triệu. Không chỉ giảm giá, khách hàng mua Subaru Forester còn được tặng một năm bảo dưỡng và màn hình đa phương tiện kết nối Apple CarPlay AVF Android Auto. Riêng phiên bản ESI Sai được tặng thêm gập gương tự động và hệ thống khóa cửa tự động tích hợp cảnh báo an ninh thông minh. Theo thông tin của một tư vấn viên bán hàng tại Subaru Hà Nội, mẫu xe Forester phiên bản nâng cấp sẽ ra mắt trong thời gian tới, có thể cuối năm nay và đầu năm sau. Không nằm ngoài khả năng mẫu xe này sẽ được ra mắt trong triển lãm VMS 2022 sắp tới. Ngoại trừ một số thay đổi ở phần đầu xe. Subaru Forester 2022 không có quá nhiều thay đổi so với bản đang bán trên thị trường. Nội thất xe gần như không thay đổi. Tại Việt Nam, Forester đang dùng máy xăng 2 lít hút khí tự nhiên, công suất 154 mã lực, mô men xoắn 196 Nm kết hợp số vô cấp.